Đảng bộ, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đang tập trung mọi lực lượng, khả năng và phương tiện hiện có, phối hợp các tỉnh bạn làm đúng để em bà đã có được đó. Bà lại nghe đi ngang nó đút vô cái lỗ, nghe cái nút này xét có cái lỗ đút vô đó lấy ra gì đâu.